Hello anh chị em và các bạn đã quay trở lại với kênh của Nghĩa Ô Tô. Trước mặt anh chị em và các bạn đang là chiếc Mitsubishi X-Force và đây là phiên bản Premium, phiên bản gần cao cấp nhất của dòng xe X-Force đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Đây là thời điểm đầu tháng 11 và ở thời điểm này thì giá của chiếc X-Force Premium đang được hỗ trợ tương đối tốt. Nó có thể tự tin cạnh tranh sòng phẳng với những chiếc xe được lắp ráp trong nước mà đang được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ anh chị em nhé. Ngoại trừ cái gói hỗ trợ từ nhà máy thì các đại lý của Mitsubishi cũng đang đưa ra cái chương trình hỗ trợ cực kỳ tốt cho phiên bản Mitsubishi X-Force Premium này. Và trong nội dung của video này thì Nghĩa xin phép sẽ gửi tới cả nhà mình về cái thông số, tính năng, ưu nhược điểm cơ bản của dòng xe X-Force Premium. Đồng thời là sẽ cập nhật cho cả nhà về cái giá niêm yết, giá bán thực tế, giá lăn bánh cũng như là trả góp của phiên bản Mitsubishi X-Force Premium áp dụng trong thời điểm đầu tháng 11. Cụ thể nội dung của video mời anh chị em và các bạn chúng ta hãy cùng nhau theo dõi. Như anh chị em và các bạn đã biết thì Mitsubishi X-Force tại Việt Nam nằm trong phân khúc CUV hạng B, sẽ cạnh tranh trực tiếp cùng với các đối thủ như là Kia Seltos hay Hyundai Creta. X-Force sẽ được phân phối với 4 phiên bản bao gồm phiên bản tiêu chuẩn GLX, phiên bản nâng cao XS, phiên bản cao cấp Premium và phiên bản cao nhất chính là Ultimate. Ở thời điểm hiện tại thì phiên bản GLX đã ngừng nhập khẩu và phân phối. Chính vì vậy chúng ta sẽ chỉ còn lại 3 phiên bản, đấy là XS, Premium và Ultimate. Trong đó phiên bản Premium là phiên bản được đánh giá hài hòa nhất về trang bị, ngoại thất, nội thất, tiện nghi, an toàn cũng như là giá thành. Và đây cũng chính là phiên bản mà bán chạy nhất của dòng xe X-Force kể từ thời điểm ra mắt cho đến bây giờ. Nhìn chung, chiếc X-Force Premium này sẽ mang trên mình đầy đủ những tính năng cơ bản nhất của dòng xe X-Force, ngoại trừ những tính năng nâng cao về an toàn giống như trên phiên bản Ultimate. Đây là một mẫu xe sẽ được trang bị một cái khối động cơ 1.5 lít Mivec cực kỳ bền bỉ, cho công suất tối đa là 105 mã lực và mô men xoắn cực đại sẽ là 141 Nm. Đi kèm với đó là hộp số tự động vô cấp, hệ dẫn động cầu trước chủ động. Nhìn chung với khối động cơ này thì mình sẽ có một khả năng sử dụng hài hòa trong tất cả các điều kiện cung đường từ đô thị, ngoại ô cho đến đường hỗn hợp. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc X-Force Premium này cũng rất hợp lý anh chị em nhé. Nó sẽ chỉ tiêu tốn của mình khoảng tầm 6 lít cho 100 km nếu mà chúng ta di chuyển đường kết hợp. Khoảng tầm hơn 5 lít nếu mà mình di chuyển ngoài cao tốc và đi trong đô thị thì khoảng tầm gần 8 lít. Còn về các trang bị trên chiếc X-Force Premium này thì nó cũng sẽ tương đối đầy đủ. Ở phía bên ngoài ngoại thất thì mình sẽ có cụm đèn LED projector, đèn sương mù cũng sẽ là đèn LED projector, đèn pha, gạt mưa tự động, cũng như là một bộ mâm lốp 18 inch rất là đẹp. Ở phía bên trong nội thất thì toàn bộ ghế đã được bọc da với cái chất liệu da giảm hấp thụ nhiệt rất là ngon. Hệ thống phanh tay điện tử giữ phanh tự động này, nút bấm khởi động start stop sẽ được trang bị rất đầy đủ. Hàng ghế 2 trên phiên bản này rất rộng rãi anh chị em nhé, có thể ngả theo 8 cấp độ và có thể tùy chỉnh được thoải mái theo cái nhu cầu sử dụng. Một số các trang bị khác ví dụ như là gương chiếu hậu chống chói tự động này, điều hòa tự động hai vùng độc lập, sạc không dây, gói đèn viền nội thất hay là hai cái đồng hồ cực kỳ lớn, một cái màn hình 12,3 inch ngay phía sau vô lăng và một màn hình giải trí cảm ứng 12,3 inch cực kỳ ngon cả nhà nhá. Còn về tính năng an toàn trên phiên bản Premium này thì cũng tương đối đầy đủ. Xe sẽ được trang bị hệ thống kiểm soát vào cua chủ động, camera lùi, 6 túi khí quanh xe, tùy chọn tới 4 chế độ lái bao gồm đường trường, đường ngập nước, đường sỏi đá và đường bùn lầy. Cùng với đó hệ thống cảm biến áp suất lốp và cảm biến lùi cũng sẽ được trang bị đầy đủ. Chúng ta sẽ còn được trang bị thêm 3 tiện nghi bao gồm hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi và hệ thống điều khiển hành trình Cruise Control. Về màu sắc lựa chọn trên phiên bản Premium này thì anh em sẽ có tổng cộng là 7 tùy chọn, bao gồm vàng, đỏ, trắng, xám, đen. Ngoài ra mình còn thêm hai màu nâng cao, đấy là vàng nóc đen và đỏ nóc đen. Với hai màu nâng cao thì giá thành sẽ nhỉnh hơn vài triệu so với 5 màu cơ bản anh em nhé. Còn 5 màu cơ bản thì giá thành sẽ như nhau. Trên đây thì mình đã cập nhật cho anh em về cái thông số cơ bản của chiếc X-Force Premium. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với mức giá của chiếc xe này. Chiếc X-Force Premium thì đang được niêm yết mức giá là 680 triệu. Và ở thời điểm đầu tháng 11 này thì anh em sẽ được trừ trực tiếp trên hóa đơn là 34 triệu. Mình còn thanh toán thực tế là 646 triệu anh em nhé. Đây là một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc. Chính vì vậy mà mình sẽ không được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Nếu anh em làm các thủ tục lăn bánh tại Hà Nội thì mình cần chi trả là 753 triệu, tại Sài Gòn sẽ là 739,
Tại các tỉnh ngành thuế 12% sẽ là 733 và tại thuế 10% sẽ là 719 triệu. Nếu anh em có nhu cầu vay trả góp chiếc xe này thì mình sẽ có thể được duyệt vay tối đa là 80% giá trị xe và thời gian vay dài nhất sẽ là 8 năm. Anh em sẽ được giải ngân số tiền là 517 triệu đồng. Nếu ở Hà Nội thì cần chuẩn bị trước giúp mình là 249 triệu, tại Sài Gòn là 236, tại các tỉnh ngành thuế 12% sẽ là 229 và tại thuế 10% sẽ là 216 triệu. Hàng tháng mình trả cả gốc cả lãi dao động khoảng tầm hơn 9 triệu đồng, trong đó gốc cố định là 5,4 triệu, còn lãi sẽ giảm dần theo dư nợ gốc. Mình vừa mới cập nhật đầy đủ cho anh chị em về phiên bản Mitsubishi X-Force Premium. Giá bán, thông số, ưu nhược điểm cũng như là cái số tiền trả góp. Nếu anh chị em đang quan tâm chi tiết hơn về chiếc xe này thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp với số hotline mà Nghĩa đã để kèm trên video để được hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn anh chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại anh chị em và các bạn ở những video tiếp theo.